Em xin mến chào quý vị các bạn anh chị quay trở kênh Viết Phú. Nay em đi đến quán ở dưới xa xa nhà. Thì gần quán gần nhà thì nó cũng ít đồ. Em đi quán xa xem có gì tìm cho mấy anh đặt đấy. Thì em qua có em cũng có một anh hỏi về quán Lắc Men 38 này, lưới 38. Thì tiện hôm nay xong đây thấy thì em quay lại luôn. Con này thì nó lại không có hồi như mấy con kia, nó không có hồi gỗ. Thì ông em vẫn quay. Em biết là nó bản thân của nó có hồi hay không. Hình như là không có, ông em tìm trên Yahoo cũng một con không có, thì không biết là cái dòng này nó có hồi hay không, hay là mấy con này nó không có hồi. Rồi con này Lắc Men lưỡi 38. Giá của nó là 20 man chưa thuế, 22 man cả thuế. Khoảng tầm 45 46 triệu. Khoảng 3 tháng. Rất là mới. Đây là người ta có ghi là cái âm sắc rất là tốt này. Âm sắc hảo này, âm sắc hảo, nó rất là tốt. Âm sắc ok. Thì các cái này, các nút của nó có xước tí bên ngoài. Chắc là không vấn đề gì. Đây, quay thì cũng có thể thấy được quay vết xước ở cái núm này. Còn lại thì nó cũng rất là đẹp. Nó cũng khá nặng con này nhá, hai mấy cân. Ui, nặng lắm. Các nút của nó đều khá là đẹp, cũng có một vài nút có vết xước thôi. Các cái lẫy gạt thì rất là đẹp, rất là mới. Đây, chữ Lắc Men 38 Japan này, Lắc Corporation Japan, rất là đẹp, cũng khá là chất. Không thấy phụ kiện nó đi kèm thì có dây điện, dây AC và cái giấy chứng minh người dân sử dụng. Còn nó nặng quá vì vậy chặt, em không quay được, sau để quay cho bác xem cái thông số kỹ hơn. Đây là model LX38 và Lắc Corporation Japan. Đây là mấy con. Đây là một con LX38, còn đây có mấy con Lắc này, để em quay con Lắc Men em quay luôn này. Lắc Phi này, Lắc Men này. Đây có con Lắc Men T33, con này là AMFM thôi. Chuna M-A-M-A-M. Có hồi gỗ đây à. Dưới này con T88V cũng con này thì rẻ thôi. Mấy con này thì nó còn 3,5 triệu, 4,5 triệu một con FM thôi. Cái này là một con Lắc Men T55, cũng là M-A-M. 5,5 triệu T550. Con hồi gỗ đẹp, quay cho bác xem. Trên đây là một con LWG700, cũng là FMAM, cũng giá 5,5 triệu. Con này thì không có hồi như mấy con ở bên này, ba con này, bốn con này. Đây là Pioneer chứ, Pioneer M90, cái giống có hồi giống Lắc Men, em nhân tiện quay luôn nhé. Pioneer M90 giá 11 triệu. M90 Pioneer nha, Stereo Power Ably. Con này là con Power của Pioneer. Con công suất của Pioneer này nó ghi công suất bao nhiêu này? Nó không thấy ghi công suất của nó đấy các bạn. Nó không thấy ghi cái công suất của nó đây. Ở cái điện trở của nó thì có 8 ohm. Nó cũng không lật được, cái sau để quay cho các bác xem. Đây có một con công suất cục đẩy của thằng kia Thomann 3,5 triệu, nặng lắm, 7 cân 7 8 cân, 230V, 115V đến 230V, cắm được điện Việt Nam. Không thấy công suất của nó, cái sổ hướng dẫn sử dụng có công suất không, cũng không thấy ghi. Cái này là của Germany, sản xuất tại Đức nha các bác. Này Germany này, điện tuần này. Đây thì em tìm xem mấy con năm lin Lắc Men em quay nốt. Đây một Lắc Men CL35 25 mã. Con này là gì? Control âm bự. Đây là cái âm ly điều khiển đi. 35 2 25 mã này.
Lux Corporation Japan này. À, model CL35 25 mã này, có hồi gỗ xung quanh này. Rất là đẹp. Con này không có túi bóng nhưng mà còn đẹp hơn cái con túi bóng trên kia này. À, cái nút này vẫn còn nguyên, cái nút phay nhôm này thì vẫn còn nguyên. Nút nhôm này. Đấy. Xưa em làm công ty em phay những con hàng nhôm kiểu nhỏ nhỏ như này có rất nhiều đấy. Rất là mượt. Đấy, đây là cái con Lockman CL35. Chắc có con nào nữa không? Ở đây con Lockman âm ly nữa, AM FM nữa, Toner nữa. Lockman W550, giống con bên kia thì phải. Đây chỗ này lắm Lockman thật. Nhưng mà lại toàn là toàn là âm ly, toàn là FM AM thôi. Đây con nữa này, T660 này. Cũng AM FM 4.5 này. Cái nút này thì khá bị xước khá nhiều. Lại coi gần cho bác xem. Bên này là Victor AM FM. Toàn là đây mãi mới thấy một con âm ly của Lockman SQ38FD đây này. Con này thì có hồi gỗ hết này. Con này giá 25 triệu, chưa ra khỏi quán, sản xuất năm 1970 nha bác. Em quay xa cho bác xem một chút về cái ngoại quan nó. Đây rất đẹp chứ, các cái đốm nhôm rất là đẹp, rất là không bị xước như kiểu là những cái con đầu kia, cho dù nó không được bọc bên ngoài bằng túi bóng này. Bên đông vậy, rất đẹp này. Sản xuất 1970 này, bảo hành 6 tháng, bị phụ kiện đi kèm thì có dây điện dây AC, có bị xước và bị bẩn tí thì không tránh được cái hồi gỗ này bị xước là nhiều, nhưng mà cái mặt nhôm của nó vẫn còn rất là đẹp, hầu như là không vấn đề gì. UX2, UX1 rất là nhiều. À, mấy con comment xem có con nào nữa em quay luôn cho bác xem thể. Đấy, đây là hết Lockman rồi đấy. Hình như hết Lockman rồi. Trước có con DA06 của Lockman đây, hình như người ta mút mất rồi sao ấy. Ở đây chứ nhỉ. Vẫn là con này đây. Nằm đói đắt này thì cũng khó người múa. Đây, em xin quay lại con này. Một số bác trước chưa xem video cũ của em. Lockman DA06 có giá là gần 20 man, hơn 40 triệu, 42 triệu đấy, chưa ra khỏi quán. Con này thì nó cũng nặng tầm, con này khá nặng, con này nặng chứ không phải như con DA200 hay là DA250. DA250 thì nặng cả tầm 9 cân cả hộp, con này thì nó nặng hơn rất là nhiều, gấp đôi. Con này không có hộp xốp, có giấy hướng dẫn sử dụng, có dây điện và dây adapter. Dạng mã 32 bit, 384 kHz, DSD, có USB DAC, nó có cái cổng quang đấy các bác, đấy ở phía sau. Không, nó nặng với được, có con này chồng lên nên em phải quay được để mà quay ra phía sau cho bác xem, vì một số bác cũng muốn là nhìn tận mắt xem nó có cái cổng quang phía sau không. Đây nó có ghi là USB DAC này thì chắc là không phải lo về cái việc là có cổng quang nữa là đúng không nhỉ bác nhỉ? Đấy, mà về cái thông số của DAC này thì các bác có thể hoàn toàn tra trên mạng, phát ra có thể ra được luôn đầy đủ hết, nếu cần cái gì thì có hết mà. Đây là mấy con của DAC, mấy con của thằng Lockman thì em sẽ đi sang bên này xem có con nào để quay nữa không, nhưng mà gần như là không có. Bên này thì có mấy con của Denon với gì đây, còn bên này là loa Pioneer, Onkyo. Chứ Lockman này không có nữa. Như vậy là có mấy con Lockman này thôi. DBL. Rồi, có mấy con Lockman này thì em quay tặng cho bác xem video hôm nay của em. Em thường thường đi quay này em ít khi em cầm tay cầm để quay, vào quán người ta quay cầm tay cầm nó mất hay. Nên là em không cung cầm, nên là nhiều lúc chất lượng video nó hơi kém. Vì nó rung lắc, vì
hay là quán người ta mình quay không nói to được. Nên là những lúc em về phải chỉnh tiếng thêm một chút thì có thể bác nghe được, nhưng cái chất lượng âm thanh nó rung quá thì chỉnh sửa nó rất là mất thời gian lâu, nên là em muốn nó úp lên cho bác xem, nên là không dành thời gian chỉnh sửa mấy, nếu bác thông cảm. Này, em lướt lại cho bác xem một lượt nữa để em xem mấy con Acufay quay cho bác xem. Rồi, em xin cảm ơn các bác theo dõi video của em và ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Em xin chấm dứt video và hẹn gặp lại video sau ạ.